Cái thứ hai là cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên. Thôi thì định nghĩa thôi cũng được. Thỉnh Tỳ Kheo. Mô Phật. Rồi, ok. Quý vị viết xuống nha, viết xuống 24 duyên đó. Rồi từ từ quý vị sẽ nhớ. Rồi Mô Phật kính thỉnh Tỳ Kheo Nguyên Thông. Sư phụ thanh tâm bữa nay làm khó con nha. Di diệu pháp á, là một món là khó nhất trên trần gian này. Và trong di diệu pháp là cái quyển thứ bảy, là cái quyển này 24 duyên hệ này, là cái phụ ở cái quyển có thể nó là khó ăn nhất. Tuy nhiên thì con sẽ trình bày theo cái sự hiểu biết của con, nhưng mà thường thường cái sự hiểu biết của con không có đúng. Cái lý do sự hiểu biết con đúng là tại vì con là kẻ ngu. Bởi vì con nhận rằng trên trần gian này có hai loại người thôi. Một loại người là thánh. Thánh nhân là những người giác ngộ từ bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Còn không phải bậc thánh là bậc ngu. Là bởi vì những người ngu thường thường chết xuống địa ngục. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nắm một nắm đất trong tay, rồi Ngài buông xuống, nói này này có tỳ kheo, tất cả chúng sanh trên trần gian này đi thân hoại mạng chung thì chui vào địa ngục, như là số đất ta vừa buông xuống đất. Còn những người mà có đủ cái duyên, là cái bài 24 này duyên hệ này chúng ta học, những người có đủ duyên để mà trở lại sanh làm người, hay là hóa thân để làm chư thiên, hay là phạm thiên ở trên thiên giới, là những hạt cát như hạt đất còn dính lại trong kẻ tay của chúng ta. Và Đức Phật đã giảng dạy rằng các con thấy là cái nắm lá mà ta vừa vuốt trong một cái cành cây đó trong tay của ta, và lá trong rừng lá nào nhiều hơn? Thì Chư Tỳ Kheo nói, thưa Thế Tôn, lá trong rừng là nhiều vô số kể, còn lá trong tay của xưa của Thế Tôn chỉ vài lánh nhánh mà thôi. Thế Tôn mới nói rồi, đúng vậy, những sự mà Như Lai biết như lá ở trong rừng, nhưng mà những điều mà Như Lai dạy cho các con chỉ là nắm lá trong tay. Vì sao? Vì những cái nắm lá trong tay này các con cần phải biết, phải học và phải thực hành để giác ngộ. Và khi con giác ngộ rồi thì cái sự hiểu biết của con gần như là lá trong rừng cây. Là bởi vì, kính thưa chư vị, cái vô minh tham ái của chúng ta là một cái bức màn ngăn che cho chúng ta thấy chân lý. Là bức vô minh đó là gì? Vô minh đó là do tham sân si. Bởi vì cái tâm của con người ta, chúng ta là những người do tham dục ở nhiều kiếp trong quá khứ, những kiếp trong quá khứ mà chúng ta đã sống, nó cũng như là bằng 20 hay là 40 hay là 100, 1.000 cái sa mạc. Mà những hạt cát trong 100.000 cái sa mạc đó là những kiếp sống của chúng ta từ xưa đến nay. Và vì cái kiếp sống đó chúng ta để tích tụ những cái tham sân si. Tham sân si là cái gì? Tham cái gì? Sân si tức là những các căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi chất của thân ý của chúng ta đầy đủ những tham sân si. Mắt thấy sắc, trai mà thấy gái xinh là mê say đắm đuối, gái mà thấy trai lịch thì cũng như thế mà thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy trong kinh Tăng Chi mà chúng ta học cái bài đầu đó, cái bài đó là cái phẩm sắc. Ngài nói này các tỳ kheo, không có cái gì làm cho người của nam say đắm, làm nô lệ cho người đàn bà bằng cái ánh nhìn, ánh mắt của người con gái, giọng nói của người con gái và sự xúc chạm của người con gái và cái mùi hương của người con gái. Và ngược lại, không có gì làm người đàn bà say đắm bằng những thứ mà người trai say đắm người con gái. Bởi vì vậy chúng ta đã trôi lăn theo các pháp là như vậy. Và cái vô minh của chúng ta nó rất là dày đặc. Cho nên là Đức Phật giảng dạy răng trưng cho chúng ta nghe. Và Đức Phật cũng giảng dạy rằng con mắt mà có nhiều bụi thì rửa hoài thì cũng bớt. Cái người mà vô minh dày đặc thì lắng nghe pháp thì cái vô minh nó cũng bớt và sẽ đi gần đến chân lý nhiều hơn. Vì vậy cho nên hôm nay trong cái dịp này sư phụ sanh tâm mà muốn Nguyên Thông là nói tóm lược lại cái 24 cái duyên hệ này. Thì cái duyên hệ đầu
Thì tiếng Pali gọi là hay tú, bắt cha vô hay tú là nhân, bắt cha vô là duyên. Thì hay tú bắt cha vô gọi là nhân duyên. Thì trong cái nhân duyên này thì là một cái điều mà ra cho chúng ta để nó làm cái gốc gác để cho chúng ta làm cái nhân. Nhân để làm gì? Để mà cái tất cả sắc pháp và danh pháp của chúng ta để thuận theo cái hoàn cảnh mình đã đưa đẩy, thì cái đó ta gọi là nhân duyên. Kế đó là cái duyên thứ hai này đó, thì gọi là cảnh duyên. Cảnh duyên là gì? Cảnh duyên là cái cảnh vật, cái hoàn cảnh, cái điều mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta đụng phải, đụng xúc xúc chạm phải. Thì thí dụ bây giờ khi mà con nhìn vào cái computer này, thì cái computer này là cảnh duyên của con mắt. Và khi mà con mắt nhìn thấy cái computer này, nó đưa vào cái giác mạc ở trong con mắt để cho cái đưa vào con óc, thì mình biết đây là cái computer. Và trong cái computer có cái gì thì chúng ta sẽ lần lần đó là chúng ta học đến. Cho nên cái cảnh duyên là gì? Cảnh duyên là những điều mà cái đối tượng của lục căn của chúng ta, thì cái đó gọi là cảnh duyên. Mà Đức Phật cái giảng dạy rằng làm cái đối tượng để cho tác động của những lục căn của chúng ta, cho nên gọi là cảnh duyên. Rồi cái thứ ba là trưởng duyên. Trưởng duyên là cái gì? Trưởng duyên là cái sự mà hỗ trợ chánh để cho lục căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta để thấy được cái cảnh, mà cái lý do đó thì cái lý do chánh, cho nên gọi là đó là trưởng duyên. Trưởng duyên nó gọi là Atipatthaya. Và kế đó thì có một cái gọi là vô gián duyên. Vô gián duyên thì là sao? Là một cái cảnh giới. Cái cảnh giới đó thì nó giúp ở cho cái người hành giả đó, giúp đỡ hình và giả, tức là giúp đỡ cái danh và sắc của hình giả đó bằng một cách liên tục không có gián đoạn, thì nó gọi là vô gián duyên. Thì cái đó là cái sự việc mà nó trợ giúp cho người hành giả đó một cách liên tục là vô gián duyên. Và cùng hiện hữu với lại cái sự cái thấy biết của chúng ta đó, mà tác động vào xúc tác đó, thì nó gọi là đồng sanh duyên. Đồng sanh duyên. Rồi kế đó là khi mà có sự việc này nó liên kết với sự việc kia để mà giúp cho cái danh sắc, tức là cái thân tâm của chúng ta đó. Thân là sắc, tâm là danh, danh sắc giúp thân tâm của chúng ta mà hiểu biết được vấn đề, thì đó gọi là hữu tương duyên. Đó. Rồi cái kế đó là khi mà con người ta, cái danh sắc của chúng ta đây đó, thì phải theo một cái directive hay là một cái ý chỉ nào đó, thì cái đó gọi là ý chỉ duyên. Ý chỉ duyên để mà chúng ta có thể thấy được, hiểu biết được cái cảnh vật. Còn cái phần kế đó gọi là thường thân y duyên, nghĩa là sao? Bởi vì thường gần nên ảnh hưởng. Thí dụ người ta nói rằng khi mà chúng ta giao tiếp nhiều với một người nào, giao tiếp nhiều với một cái sự vật nào, giao tiếp nhiều với một công việc gì, thì cái người đó sành sỏi về cái lĩnh vực đó. Cho nên cái đó gọi là thường thân y duyên đó. Còn đôi khi có những sự việc, có sự việc là có cái sự việc đó mình đã xảy ra trước để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của người ta duyên vào đó, và để mà biết. Thì cái điều đó nó gọi là tiền sanh duyên. Ta nên gọi là sanh trước khi cái người đó có mặt, cho nên gọi là tiền sanh duyên, để mà làm cho cái danh sắc đó biết được. Rồi cái đó thì có một cái sự mà giúp đỡ chúng ta khi mà sanh sau chúng ta, cho nên nó gọi là hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên để giúp cho chúng ta thuần thục những cái điều mà lục căn chúng ta duyên với cái trần cảnh đó. Ngoài ra còn có cái sự việc là giúp để cho thuộc biết cái sự việc đó, cho nên nó gọi là
tập hành duyên. Tập hành duyên là nó làm cho chúng ta thuần thục. Rồi có một sự việc mà chúng ta làm được gì đó do cái chủ tâm tạo tác, cái chetana đó, là chủ tâm tạo tác đó, thì cái đó mới gọi là cái nghiệp duyên. Cho nên Đức Phật gọi là cái chetana là cái kakama, là tư tâm sở hay là tác ý, thì đó là cái nghiệp duyên. Ngoài ra thì khi mà chúng ta khi mà thành công về một cái lãnh vực gì đó, mình thành tựu gì một việc gì gì đó, thì cái đó gọi là cái quả duyên. Cái nó giúp cho chúng ta để chúng ta thành tựu hiểu biết một vấn đề đó, nó rất là đầy đủ chính xác. Ngoài ra có một cái lý do để khiến cho chúng ta thành tựu nữa, cho nên gọi là trợ bằng cách bồi dưỡng, thì đó gọi là thực duyên. Ngoài ra thì khi mà chúng ta chủ trì tạo tác làm một cái điều gì đó, thì chúng ta mới hiểu rõ được cái sự vật mà danh sách cha ta đụng chạm đến, thì có đó gọi là quyền duyên, intriya paccayo, tức là quyền duyên để chúng ta có thể biết được cái chuyện đó. Ngoài ra khi mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta ngồi thiền samatha hay là vipassana để mà hiểu rõ được những cái điều và mình xóa tan đi những cái phiền não nghiệp chướng mà của chúng ta, ta gọi là trợ bằng cách nung nấu là đốt cháy những cái phiền não đó, gọi là thiền duyên đó, thiền duyên. Ngoài ra khi mà chúng ta học những cái điều mà chúng ta học và những cái điều mà có một cái sự việc nào nó xô đẩy khiến cho chúng ta lãnh đạo dẫn đạo làm một cái điều gì đó, khi mà nằm trong hoàn cảnh đó thì chúng ta hiểu biết được cái vấn đề mà mắt tai mũi lưỡi của chúng ta, cái căn của chúng ta sẽ xúc chạm được, thì chúng ta hiểu được cái điều đó, thì cái đó nó mới gọi là đạo duyên. Thì đạo duyên là cái cách mà ta gọi là giúp bằng một thế dẫn nhập, thì cái đó gọi là đạo duyên. Bây giờ có sư phụ gia quy niệm vào rồi, con thấy có sư phụ người làm thôi. Bây giờ sư phụ nó để sư phụ hôm ngày hôm qua con có nói là sư phụ sẽ làm cho ôn tập lại, không phải một ngày mà là nhiều ngày, để cho các đệ tử ở đây thì đã học thêm những cái tư tưởng của sư phụ để tu hành bao nhiêu năm nay. Con chỉ mới gọi là Tây, nó gọi là Blanbek. Blanbek là cái người mỏ trắng. Mỏ trắng là một cái bạch diện thư sinh. Bạch diện thư sinh thì không có biết cái gì. Thôi bây giờ con xin được trao mai là cho giảng sư Chánh Tông. Con kính mời sư phụ cộng ai. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con kính mời sư phụ. Dạ, mô Phật sa thú, sa thú lành thầy. Hay tùy theo nguyên thông. Bây giờ mời chị Diệu Đạt thọ tam quy ngũ giới nha, thọ tam quy ngũ giới rồi thỉnh tùy theo nguyên thông truyền tam quy ngũ giới, rồi sau đó thỉnh pháp sư. Chị Diệu Đạt được không, hay là Nguyên Trang? Quý vị giơ tay lên nhanh nhanh đi. Mời một vị xung phong đi, giơ tay thỉnh tức là thọ tam quy ngũ giới. Rồi, mô Phật cô Như Quỳnh, cảm ơn cô.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con là Như Quỳnh, con xin thay mặt cho đạo tràng thọ trì tam quy và ngũ giới, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay. Uka samayang phante quy sung quy sung prakhanatha yati sarane nasaha pancha sila niya chama. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dupi yampi mayang phante quy sung quy sung prakhanatha yati sarane nasaha pancha sila niya chama. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tam yam pi ma yang phan te quy sung quy sung rakhanatha yati sarane nasaha pancha sila niya chama. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới tạo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutichampi Buddhang saranang gacchami, Dutichampi Dhammang saranang gacchami, Dutichampi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatichampi Buddhang saranang gacchami, Tatichampi Dhammang saranang gacchami, Tatichampi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dupi yampi buddhang saranang gacchami, Dupi yampi dhammang saranang gacchami, Dupi yampi sanghang saranang gacchami.
con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tapi yampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tapi yampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tapi yampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti sarana gahanang paripunang, Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Banatibhata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicca Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramereya Machappamadathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quên tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quên tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quên tránh xa sự nói dối. Sura meraya machappamadathana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ima nibbanja sikha pada nisa dukkang kattva appamadena nicchakalang sammarakhi thappang, chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na phoga sampada, sile na nipputin janti, tasma silang viso da ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cách cơ ấy nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thu lành thay. Dạ, sau đây là phép quy y và thọ trì ngũ giới đã được hoàn tất, và con xin nhường mic lại cho chị Nguyên Trang thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam Sanghaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ sư Nguyên Niệm, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa, nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa,
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dhammadesana ya janagata Brahmachalokathipati sahambati Katanjali antiwarang aya Jatha Santi tasakta parachakkachatika Deise tu thammang anukambimang Bachang Sakthamma ferin winayan chakayan sut tan chapan tham apitham machamang akotayanto chatusak chadandang pappo thaneye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và con kính cung thỉnh bàn tay của sư, và con xin xuống mít ạ. Sa thú Xích Như Huỳnh đã đại diện đạo tràng để thọ tam quy và ngũ giới. Và Nguyên Trang xin xuống mít. Và con kính thỉnh sư huy niệm ạ. Dạ, kính thính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Thân chào quý vị Phật tử trong buổi học ngày hôm nay. Trước hết quý vị có thể cho sự biết quý vị có nghe rõ không? Rồi, quý vị nghe rõ không chưa? Bởi vì cái đầu dắt của cái mai nó có vấn đề, cho nên phải bước ra cắm lại mới rõ. Bây giờ rõ rồi phải không? Có cô Lập Huỳnh vô hỏi, cô Lập Huỳnh là chắc ăn nhất. Cô Lập Huỳnh mà nghe rõ là không có ai mà nghe không được rõ. Rồi, ok, yên tâm. Sư chỉ cần hỏi một người thôi là sư biết. Rồi, bây giờ thì hôm nay sư dự tính là một cái buổi để mà đúc kết lại những cái phần mà trong thời gian qua chúng ta đã sinh hoạt về đại cương, tìm hiểu sơ bộ ý nghĩa cách tổng quát về 24 duyên. Tuy chúng ta chỉ nắm được khái lược về ý nghĩa một cách cô đọng về 24 duyên này thôi, chứ thật sự mình chưa có chính thức đi vào trong ý nghĩa chi tiết của chi pháp cụ thể đâu. Cũng giống như mình chỉ đứng ngoài cửa thấy đó, chỗ đó là dạy ngôi nhà đó là như vậy, chứ mình chưa bước vào căn nhà đó. Chưa bước vào trong đó mình coi là căn nhà này được thiết kế như thế nào, bao nhiêu phòng tắm, bao nhiêu toilet, bao nhiêu bedroom, bao nhiêu
phòng ăn hàng đó vân vân, cái đó mình chưa bước vào. Nhưng mà như vậy cũng là đã rất là ok cho những người Phật tử của mình chưa có cái nền tảng nhiều về cái phần sơ cấp và trung cấp rồi. Như vậy là cũng là đã quá mức rồi đó. Rồi, cho nên hôm nay sư sẽ đúc kết lại những cái gì mà sư nghĩ rằng là nó đáng để mà nhấn mạnh cho chúng ta ghi nhớ, và cũng như lặp lại sơ bộ thêm một lần nữa qua một loạt, chúng ta sẽ có sự khắc ghi nó rõ ràng hơn, cũng rõ ràng. Rồi bây giờ quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức của pháp bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phạm và mô phạm của chúng sanh và quyết định của chư thiên của loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi câu thứ ấy. Thưa quý vị, thật sự mà nói thì bất cứ một cái vấn đề gì khi mà mình học hỏi á, mình học tập, nó cũng đều mang lại cái sự lợi ích ở một cái góc độ nào đó. Ở trên đời này không có cái gì là vô nghĩa đâu thưa quý vị. Không có cái gì là vô nghĩa. Bất cứ một cái gì nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Và mỗi pháp nó đều có cái vị trí để mà nó chứa đựng một cái thông điệp nào đó. Ăn thua là mình có nhìn ra được cái nội dung mà của cái vấn đề mà mình đang tìm hiểu hay không. Chứ không có cái gì là vô nghĩa đâu, không có cái gì là vô ích, không có gì là vô bổ đâu. Kể cả một ác bất thiện pháp, thực ra chúng ta không nên theo để mà làm. Quả thực là như vậy, mình không nên học theo. Nhưng mà xét trên một cái phương diện nào đó, khi mà mình nghiên cứu và mình nhìn thấy một cái việc xấu, một việc ác nào đó, thì ít nhiều cái người mà khéo léo đúng vậy, người ta vẫn có thể nhìn ra được cái gì đó để mà đem đến cái sự lợi ích cho bản thân mình. Bằng chứng là mình sẽ không để bị bản thân mình bị vướng vào. Và thứ hai là khi nhìn ra được những điều đó thì mình có thể cảnh giác được, mình thể cảnh giác được, không có bị tai hại, không bị để người khác người ta làm hại bản thân mình. Cho đến như vậy mà nó còn có lợi ích, huống hồ gì học đến những cái điều tốt lành. Và có một chuyện mà chúng ta luôn luôn có chung một đặc điểm đối với tất cả chúng sanh, là mình luôn luôn đi tìm kiếm cái sự yên ổn, cái sự an lạc cho bản thân mình, cho những người xung quanh, cho những người xung quanh, hoặc là nếu mà tâm bi của mình rộng hơn, cho tất cả, cho tất cả. Và luôn muốn giúp đỡ những người khác, giúp đỡ những người khác để mà cũng có được cái hạnh phúc. Nói chung là ai cũng có cái mục đích, ai cũng có mục đích, dù mục đích đó nó xuất phát từ
cái góc độ nào thì nó cũng chỉ để là tầm cầu cái sự an ổn, sự an lạc cho cuộc đời này mà thôi. Mặc dù á, theo cái ý nghĩa của bất thiện, có những người người ta do người ta không có biết cách, người ta làm sai phương pháp, cho nên người ta tầm cầu cái sự an lạc, sự khoái lạc cho bản thân mình y cứ trên pháp bất thiện. Nhưng mà điều đó nó cũng y cứ trên tầm cầu hạnh phúc, nó không có ngoại lệ chứ. Đó là một cái điểm chung, đó là một cái điểm chung mà chúng ta phải nhìn nhận. Quý vị có biết rằng là ở trong một số những cái thời kỳ mà của những bậc hiền trí, những người được xem như là có trí ở trong thế gian, không phải, chưa phải là những bậc thánh, chưa phải là những bậc giác ngộ, nhưng mà người ta lúc trước sư rất là tò mò, sư rất là thắc mắc, không biết rằng trên đời này có những người người ta có thể dự đoán được một số những cái chuyện nó xảy ra hay không, và y cứ vào những cái nguyên nhân gì, y cứ vào những cái điểm gì mà người ta có thể xác định được những điều đó, để mà có thể tránh được những cái điều rủi ro tai hại, và biết cách để mà sống làm sao cho nó được an lạc. Cái chuyện này thưa quý vị, hỏi ta thì mấy cô, phần lớn mấy cô rất là rành, mấy cô rất là rành chuyện này. Nếu như mà không có tin những cái chuyện này thì vốn không có việc mấy cô đi coi bói đi coi bói hay là đi thì những người khác người ta nói là tháng này là phải ngăn ngừa cái gì, tháng này là gặp điều may mắn vân vân. Và đây cũng là chuyện mà chúng sanh rất là quan tâm. Nhưng mà sau này á, khi mà đã được trưởng thành hơn, cũng như được học tập hơn, thì lúc bây giờ sư mới tin rằng cái chuyện đó là có thật. Cái chuyện đó là có thật đúng không? Đối với những người người ta có tâm mà chưa có tin tưởng, vẫn còn phân vân, lưỡng lự, hoài nghi, thì người ta cũng khó để mà tin vào những cái việc này. Khó tin vào những việc này. Nhưng mà quả thật có thứ việc. Và tại sao lại như vậy? Vì có biết rằng những người mà có khả năng tuyên đoán những chuyện gì xảy ra lạc hay là khổ sẽ diễn biến như thế nào, là người ta đều y vào những cái nguyên lý của các pháp nó vận hành. Chẳng hạn như cái ông sư coi về cái vị gọi là Gia Cát Lượng, Gia Cát tiên sinh ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thật ra ông này cũng chỉ là phàm phu thôi thưa quý vị, nhưng mà ông có một cái khả năng do được học tập từ vị thầy truyền lại, và cái khả năng bẩm sinh của ông cũng có khả năng quan sát được một số những cái diễn tiến, một số những cái diễn tiến của sự việc, và như thế ông mới đưa ra được những cái lời tuyên đoán cũng như kết quả, và có thể nói rằng phần lớn chính xác rất nhiều. Trong một vài những cái câu chuyện mà chúng ta thường hay cũng thường có thể bắt gặp ở trong tiền thân những cái câu chuyện bổn sanh nói về Đức Bồ Tát, thì ngài cũng có một số những trường hợp, có những vị trong giai đoạn còn phàm phu có thể quan sát được các hành, quan sát được sự diễn hoạt của danh pháp và sắc pháp, nội phần ngoại phần, và từ đó có thể dự đoán được sự việc. Điều này nó càng sáng tỏ hơn nữa trong một cái khoảng thời gian mà sư đi qua bên sư đi học với các vị thầy về A Thì Đà, cũng như mình tu tập
mình bỏ một khoảng thời gian để mà mình luyện tập bản thân, tu tập về thiền, thiền chỉ, tịnh, thiền quán, thì lúc đó sẽ mới càng tin tưởng hơn. Và thậm chí đối với pháp học đó, pháp học, quay trở lại vấn đề nói về vị chánh đẳng chánh giác, cái người mà đã thấu triệt được những cái đường lối, cái cách thức hoạt động của pháp theo các kiểu, theo nguồn gốc duyên sinh và sự liên hệ của nó, thì không khó gì, không khó gì để mà đưa ra một cái lời tuyên bố về một kết quả nào đó. Quý vị nghĩ coi đúng không? Điều này nó không có mơ hồ đâu thưa quý vị. Điều này không có mơ hồ đâu. Và kể cả đối với bản thân của chúng ta cũng vậy nữa. Ở trong cái đời sống cư sĩ thôi, những người mà có trí bén nhạy á, khi mà người ta làm một cái việc gì á, hoặc là người ta sống với con cháu của mình á, mình hiểu được tâm tánh của mỗi người trong gia đình, mình hiểu được cái bối cảnh ở trong gia đình của mình như thế nào, mình hiểu mối liên hệ giữa mình, người thân và những người xung quanh như thế nào, thì cái việc để mà chúng ta đưa ra những cái quyết định nào đó để mà làm việc với nhau có thể nói rất chuẩn xác, rất chuẩn xác thưa quý vị. Điều này y cứ trên việc mình thấy được các mối liên hệ, các mối liên hệ ở trong đời á, thì mình không có danh dùng cái danh từ chuyên môn là danh pháp với sắc pháp, mà mình chỉ dùng đến những cái mối liên hệ, những cái bối cảnh, những cái sự kiện vân vân mà mình có sự tuyên đoán. Còn khi nói đến đề cập đến danh pháp và sắc pháp mà thấy được cái nhân duyên liên kết của nó một cách chi tiết theo cái ý nghĩa rốt ráo nhất của các hành, thì cái sự tuyên đoán nó lại càng thêm chuẩn xác. Cho nên các vị thầy á, các vị thầy thiền sư mà tu tập có trải nghiệm về bản thân trong pháp hành, hoặc là có một cái sự thành tựu nào đó của bản thân đối với pháp, các vị đó có những cái ở gần các ngài á thưa quý vị, nó có nhiều cái điểm nó khác con người bình thường. Ở đây không có ý nghĩa là sống khác người, không phải đâu. Sư để ý, sư thấy rằng là có những chuyện các ngài xử lý theo một cái cách thức rất là đặc biệt, mà mình không hiểu rằng với cái thông thường là 99% những chúng sanh khác sẽ không giải quyết theo hướng như vậy, mà chỉ có một cái số lẻ, đó là chính bản thân của các vị ấy giải quyết sự việc theo một cái hướng riêng. Nhưng mà trên thực tế, trong những lúc như vậy, nó lại chuẩn xác và thành công độc đáo như vậy đó thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà từ đó sư cũng có sự tin tưởng hơn. Quả thực là vậy, quả thực là vậy. Cái người mà đã thường xuyên á, quán sát danh và sắc theo duyên sinh, theo các mối liên hệ, người đó nội tâm rất bén nhạy. Người ta không cần phải bén nhạy theo cái kiểu như trong thế gian là hỏi là đô nay nhiêu là trả lời răm rắp, hoặc là xe giá bao nhiêu, hoặc là bây giờ đi spa hôm nay là bao nhiêu tiền rồi, có lên giá hay không, son hay là phấn hay là quần áo hay là đồ ăn vân vân. Cái đó rành thì nó không có sâu sắc, nó là bình thường, cái chuyện nó bình thường. Ở ngoài thì bây giờ
thanh thiếu niên bây giờ mấy cái chuyện đó rành lắm, nhanh lắm. Nhanh, nhanh những cái chuyện gì đâu mà. Nhưng mà đối với sự yên tĩnh, sự sắc bén của nội lực thiền chỉ và thiền quán của quý vị, quả thực rất đáng kinh ngạc, rất đáng kinh ngạc. Cho nên chúng ta khi mà học về 24 duyên đó thưa quý vị, mình nghĩ là mình nghĩ nó xa rời với thực tế, đó là chỉ do mình nghĩ thôi, chứ thực ra, những pháp này á, nó vận hành ở khắp mọi nơi, kể cả trong đời sống bản thân của chính mình và những người xung quanh mình. Và một khi mà mình hiểu được một phần nào đó thôi, một khi mình hiểu được một phần nào đó thôi về cái ý nghĩa sơ bộ thôi, thì mình cũng có được một cái kinh nghiệm sống ở trong cuộc đời này không có ít đâu, không có ít đâu thưa quý vị. Sư không phải nói tân bốc, nhưng đó là sự thật, đó là sự thật. Bởi vì có những cái trường hợp mà do mình học và mình biết cách để mà ngăn ngừa những cái rủi ro mà mình có thể bị gặp phải. Chẳng hạn sư nói ví dụ như cảnh duyên đi, chúng ta học về cảnh duyên đi, tức là có những cái pháp nó hỗ trợ với nhau, nó hỗ trợ với cái vai trò nó làm đối tượng. Thì khi mà mình học, mình biết được điều này thưa quý vị, thì mình cũng biết cách làm cho chúng sanh khác làm sao đừng có bị đau khổ khi phải nhìn thấy mình về hình tượng của bản thân, về lời nói, về hành vi của mình. Mình cẩn trọng, bởi vì tất cả những cái đó nó sẽ là cảnh để cho tâm người khác khởi lên buồn khổ lạc. Đúng không? Điều này nó rất là nó rất là thực tế đúng không? Hoặc là khi mà mình học, mình biết về cảnh duyên á, thì mình biết cách có những chỗ nào mình không nên lui tới và chỗ nào mình không nên lui tới. Chẳng hạn sư thường hay nói với những người cư sĩ Phật tử của mình, đối với một người Phật tử mà đã hiểu pháp, khéo léo tiếp độ người thân của mình ngay trong đời sống bình nhật, kể cả trong cái lúc thân hoại mạng chung, thì chúng ta nên có một cái phương pháp áp dụng cho nó tốt đẹp, để hướng cho cái hành trình sinh tử của người thân mình trong lúc gần chung nó có cái xác suất được sanh về nơi nhàn cảnh được cao hơn. Bởi vì thông thường sư thấy rằng phần lớn ở trong đời chúng ta rất là bấn loạn khi thấy những người thân của mình cận kề cái chết. Chúng ta không có sự bình tĩnh, chúng ta tạo, thật ra những cái đó mình chỉ làm thêm cho nội tâm của người thân của mình thêm sợ hãi mà thôi. Đó là mình đã không có khéo léo áp dụng cảnh duyên vào trong cái tình huống đó thưa quý vị. Trong những trường hợp như vậy, để tốt đẹp, mình nên hướng tâm của người thân của mình đó, dễ dàng bắt được những cảnh tượng tốt. Chẳng hạn như những việc đã làm thiện, nhắc những chuyện liên quan đến sự hoan hỷ đối với phước báu, hoặc là thỉnh chư tăng về nhà để có những cái lời khuyên nhủ, tạo những cái tượng tốt đẹp. Chứ mình đừng ở đó mà mình rên rỉ, rồi mình khóc, rồi mình bày tỏ cái sự thương cảm bằng những cái hành động đó, thật ra nó không có ích. Nó không có ích. Cho nên đó là một cái trường hợp mà chúng ta có thể thấy. Mình học được á, mình có thể vận dụng được chứ đâu phải là không. Tuy nó chỉ ở một mức độ nào đó thôi.
Vì thế nó giúp ích được rất nhiều nha quý vị. Nếu mà bây giờ quý vị liệt kê đến 24 duyên thì trong những cái tình huống nào đó quý vị có thể áp dụng được rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì mình nên nhớ một điều như thế này. Pháp y tương sinh và pháp duyên hệ này, đây là pháp thực tánh. Nó không phải là một triết lý học suông mang cái khía cạnh khái niệm mà không có sự vận hành thật sự, mà đây là một pháp có thực, nó hiển lộ ở ngay chính cái đời sống sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh. Nó hiển lộ ở trong đó. Đó là điều mà chúng ta cần phải nên nhớ. Cho nên mình có thể áp dụng được chứ, thưa quý vị. Nếu như mà nó là một pháp, nó không có thực thi được trên thực tế, thì chúng ta làm sao mà chúng ta áp dụng được? Cái ý nghĩa gọi là pháp thâm má, paramattha, pháp chân đế hay là pháp thực tánh. Rồi. Bây giờ sư sẽ ôn cho quý vị về một số những cái điều quan trọng. Chúng ta đã trải qua 24 chi pháp gốc của phần duyên hệ. Quý vị cho sư hỏi ở lớp học và chúng ta còn nghe rõ hay không? Nè, sư cảm ơn. Rồi, bây giờ sư nói sơ qua một lượt. Thứ nhất là hetu paccayo, hetu paccaya, nhân duyên. Nếu mà ở đây quý vị nào mà có ý mà muốn ôn lại cho dễ nhớ thì quý vị nên ghi lại, take note, tức là ghi lại những cái phần, những cái cách định nghĩa nó cô đọng nhưng mà nó rất là quan trọng lại thì quý vị sẽ định nghĩa hơn, sẽ sau này quý vị sẽ nhìn vào pháp đó là quý vị sẽ dễ hiểu lắm, sẽ dễ hiểu đó là cái gì, đó là nói về cái sự liên hệ gì. Còn như những vị nào mà đã hiểu rồi thì tốt, thì rất là tốt đẹp, bởi vì cũng không có dễ đâu, chỉ là cái định nghĩa thôi. Mà sư nói thật với quý vị, hồi đó sư cũng phải tự tìm cho mình một cái cách học, chứ mấy cái chuyện này cũng chả ai dạy mình đâu. Nắm được cái gốc của pháp là ok quý vị nha, đó rất là quan trọng. Sư thường hay lặp đi lặp lại nhiều trong lớp học chúng ta là mình muốn học mà không có bị nhầm lẫn sang cái ý nghĩa của pháp này với pháp khác đó, thì trước tiên mình phải nắm được cái búi tóc của mỗi pháp, gốc của mỗi pháp, rồi sau đó mình sẽ học được cái sự liên kết. Như vậy chúng ta sẽ không có bị rối mù, chúng ta không bị rối mù, bởi vì học về trụ tự, pháp trụ tự, danh pháp và sắc pháp đó, rất là khó. Thứ nhất chúng ta có là nhân duyên. Nhân duyên là pháp hỗ trợ, là pháp hỗ trợ dưới cái vai trò
làm gốc rễ, làm gốc rễ. Thì ở trong đời này nó có hai cái gốc rễ thôi thưa quý vị, cội nguồn của ác pháp, cội nguồn của bất thiện đó, và cội nguồn của thiện pháp. Nếu mà nói chi tiết hơn nữa, nó có thêm cái là vô ký nữa, nhưng mà thôi chúng ta không nên, nó cũng trùng với lại cái ba nhân thiện thôi. Nhưng mà trong trường hợp một vị hết luân hồi, hết sanh tử luân hồi, một vị đã đoạn tận các lậu, thì đó được gọi là nhân vô ký. Nó cũng là vô tham, vô sân và vô si thôi. Nó cũng giống đồng chi pháp, nhưng mà dành cho trường hợp vị vô lậu, tức là vị không có cái kiếp tái sanh kế. Vì thế chúng ta chỉ cần nhớ quan trọng có hai cái cội nguồn trong đời này, đó chính là thiện và bất thiện, có hai thứ. Và cái pháp mà nó đóng vai trò, nó trợ giúp các pháp khác đó, theo cái lối bằng cách nó làm gốc, làm gốc của thiện hoặc làm gốc của bất thiện, đó chính là được gọi là nhân duyên thêm chú bác chơi giác. Rồi đó, đó định nghĩa như vậy đó, chúng ta sẽ nhớ được cái chi, nhớ được cái pháp này. Thứ hai là cảnh duyên thưa quý vị. Đúng rồi, cô Nhật Huỳnh. Pháp hỗ trợ làm gốc rễ thôi, với cái vai trò gốc rễ. Thứ hai là chúng ta có cảnh duyên. Cảnh duyên là pháp hỗ trợ với cái vai trò làm đối tượng. Đối tượng. Nghe nói cảnh là mình hiểu rồi. Là pháp hỗ trợ dưới vai trò làm đối tượng. Mình thường hay nói ở trong đời á, người ta hay nói với nhau một số những cái trường hợp, người ta nói tao mướn mày về làm chắc chỉ để làm cảnh chứ ý muốn nói là người này mướn về là không có làm được cái chuyện gì hết đó, chỉ có ngồi đó cho người khác người ta dòm. Đó thì đó, cảnh duyên đúng rồi. Làm đối tượng, làm cảnh, làm cảnh cho tâm hay biết. Rồi thứ ba, được gọi là Aramana Pachaya. Aramana Pachaya là cảnh duyên. Trường hợp thứ ba là các pháp ở trong đời này nó có cái sự tương tác qua lại, hỗ trợ với nhau dưới cái vai trò làm pháp, làm trưởng, nổi trội. Mà ở đây là muốn ám chỉ đến hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó chính là thuộc về tâm thì có tứ trưởng. Tứ trưởng, cái chi pháp nó nằm thuộc về chi pháp là tứ nhĩ túc đó thưa quý vị. Tứ nhĩ túc. Còn trường hợp mà làm trưởng duyên, tức là hỗ trợ theo cái cách làm trưởng, đó chính là trường hợp thứ hai là đối tượng, tức là cảnh trưởng. Một cái thuộc về tâm, một cái thuộc về cảnh, thuộc về đối tượng. Thì hỗ trợ theo cách thức như vậy được gọi là Antipati Pachaya, trưởng duyên. Không phải tứ trưởng chứ không phải thứ trưởng, chứ không phải thứ trưởng hay bộ trưởng, không phải. Sư nói thêm cái chi pháp một chút thôi để cho mình định hình rõ hơn thôi, chứ cô Nhật Quỳnh chỉ cần lấy cái ý nghĩa gốc thôi. Tức là các pháp hỗ trợ với nhau theo vai trò làm trưởng, tức là sự vượt trội. Tứ trưởng chứ không phải thứ trưởng. Rồi trường hợp thứ tư và thứ năm thì giống nhau, Anantara Pachaya và Samanantara Pachaya. Trường hợp thứ tư thì gọi là vô gián duyên, là các pháp hỗ trợ, là những pháp hỗ trợ với nhau
dưới cái vai trò liên tiếp không gián đoạn, liên tiếp không gián đoạn. Ghi cái ý nghĩa chính thôi, ý nghĩa chính là pháp hỗ trợ với nhau theo cái ý nghĩa liên tiếp, không có sự gián đoạn. Còn đẳng vô gián duyên thì cũng y chang ý nghĩa ở trên, thưa quý vị. Và ở trong kinh nói rằng, trong trường hợp Đức Phật Ngài nói thêm cái trường hợp là Samanantara Paccaya, đẳng vô gián, là do Ngài nói về cái Ngài nói về pháp vô gián duyên, thì có một số những vị thiên nhân chưa có hiểu rõ lắm, cho nên Ngài lặp lại một lần. Nên hai pháp thứ tư và thứ năm này cùng với nhau. Rồi thứ sáu, chúng ta có câu sanh duyên xá cha ta bát cha giác. Câu sanh duyên tức là pháp hỗ trợ theo cái cách thức đồng sanh, đồng sanh, đồng sanh. Rồi tiếp đến thứ bảy, chúng ta có anh nhắc mình nhắc phát thế gian, anh nhắc mình nhắc phát thế gian là pháp hỗ trợ theo cách thức hỗ tương qua lại, hỗ tương qua lại. Cái pháp này rất quan trọng nha thưa quý vị, pháp này rất quan trọng. Ở trong 24 duyên này nó có một số những cái duyên mà chúng ta thấy nó rất là nổi trội và dễ dàng mình nhận ra được ở trong cái đời sống bình nhật của mình. Hỗ tương duyên, hỗ trợ với nhau theo cách thức trợ giúp qua lại, gọi là anh nhắm anh nhắm bách thay ra. Rồi thứ tám, chúng ta có nissaya paccaya, y chỉ duyên, là pháp hỗ trợ đóng cái vai trò làm cái chỗ dựa, làm chỗ dựa. Nói đến y chỉ chúng ta nên nhớ đến như cái ghế đó, như cái ghế mình muốn ngồi được đó là phải có cái ghế nâng đỡ, phải có cái lưng để dựa được, chứ không có mới ngồi được đâu. Mình muốn đứng được thì phải có cái mặt quả địa cầu nâng đỡ, phải có mặt đất nâng đỡ. Y chỉ duyên, chỗ dựa, chỗ nâng nhờ đó. Ở trong luật có một cái vị thầy được xem như là một trong số những vị thầy, ngoài thầy tế độ ra còn có thầy nương nhờ, thì cái chữ nissaya này trong đó cũng dùng thầy nương nhờ. Thầy nương nhờ tức là cái vị thầy đó không phải là người là vị hòa thượng cho xuất gia tỳ khưu, mà người đó được được ngài hòa thượng gửi đệ tử đến để mà cho học pháp và hành pháp dưới cái sự chỉ bảo của vị tỳ khưu đó. Thì cái vị mà hướng dẫn như vậy được gọi là thầy nương nhờ, thì chữ nissaya này là như vậy. Rồi thứ chín, mình có upanissaya, upanissaya paccaya, cận y duyên. Cận y duyên là pháp hỗ trợ với nhau theo cái cách tiếp sức, tiếp sức, tiếp sức. Tiếp cái sức mạnh. Chẳng hạn như những cái chuyện gì đó, những cái cảnh gì đó mà
mình đã từng có cái ấn tượng ở trong đời đó quý vị. Sau này mình đi đâu mình nghe ai nhắc lại cái là bắt đầu là mình dễ hồi ức lại lắm, mình dễ có những cái cảm xúc của nội tâm đó, mặc dù cái chuyện đó nó xảy ra đã lâu rồi, xảy ra đã lâu rồi. Tiếp sức, tiếp sức. Rồi hoặc là một cái thói quen nào đó thưa quý vị, thói quen nào đó, thói quen nào đó mà mình đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần quá rồi, thì giờ cái sức mạnh của cái thói quen đó nó rất là mãnh liệt, rất là mãnh liệt. Quý vị biết rằng là cái thường cận duyên á, cái thường cận duyên thật ra đối với cả hai lĩnh vực bất thiện và thiện pháp nó cũng rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta hiểu được. Đối với những cái bất thiện mà thuộc về thường cận duyên đó, đúng không? Nó sẽ là một cái nếp mà làm cho mình sau này mình rất khó từ bỏ cái thói hư tật xấu đó. Thậm chí đến như thế này luôn nè thưa quý vị. Quý vị biết rằng ngoài chắc lớp học của chúng ta thường thừa hiểu rằng chỉ có duy nhất một vị trong trường hợp là bậc chánh đẳng chánh giác mới được xem như là thân khẩu ý không tì vết. Thân khẩu ý không tì vết, đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà trong trường hợp của những vị khác như là Đức Phật Độc Giác hoặc là bậc Thinh Văn á, tuy nội tâm giải thoát hoàn toàn không có cấu uế, nhưng mà vẫn còn có một số những cái tật được gọi là tiền khiên tật, tiền khiên tật nó còn sót lại cho đến lúc mà các ngài đã giải thoát rồi đó, đã giải thoát rồi đó mà còn bị đó thưa quý vị, thì cái đó đó là do cái mãnh lực thừa tiếp của cái pháp thường cận duyên đó, thường cận duyên chúng ta gọi là tiền khiên tật. Chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới được gọi là trọn lành thôi, trọn lành tốt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không có chỗ nào có tỷ vết như một viên ngọc. Là y duyên là pháp hỗ trợ theo cái ý nghĩa là thừa tiếp cái sức mạnh. Là thứ 9 rồi, thứ 10 và 11 là tiền sanh duyên và hậu sanh duyên. Purecha tapachaya và pachacha tapachaya. Tiền sanh duyên tức là pháp hỗ trợ theo cái cách thức nó sanh trước. Hậu sanh duyên là pháp hỗ trợ theo cách thức nó sanh xuất hiện sau. Nó xuất hiện sau, xuất hiện sau. Hai cái này á thì có cái cách chúng ta để mà mình dễ nhớ như thế này. Cái mà có trước làm nền tảng á thì mình dễ hiểu rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình phải phải có an cư rồi mới có lập nghiệp. Bây giờ trước hết là cứ đi mua nhà trước đi, rồi sau đó hãy bàn đến những chuyện khác. Thì cái pháp đó người ta nói là có chỗ ở rồi là sẽ có tất cả, sẽ có tất cả. Còn cái kiểu mà mình vẫn cho dù mình nghề nghiệp mình giỏi như thế này nhưng mà cái chỗ ở của mình vẫn còn ở mướn, ở thuê rồi đi lăng băng thì nó cũng lơ phơ lắm, lơ phơ. Thì cái tiền sanh duyên là vậy á, mình cũng nên hiểu theo như vậy. Còn cái hậu sanh duyên á là muốn, tức là trong cái trường hợp mà mình dự tính làm một cái chuyện gì đó, mình hướng đến sẵn một cái việc gì đó, thì để mà làm được cái công việc gì đó mà mình đã hướng đến đó, sau này nó sẽ đưa đến cái sự thành tựu, thì trước tiên mình cần phải làm những gì để mà lót nền. Thì cái pháp mà gọi là hướng đến đó, đó được gọi là hậu hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên là pháp hỗ trợ theo cái cách thức dưới vai trò là pháp xuất hiện sau. Nó xuất hiện sau.
À, đó là tiền sinh duyên, hậu sinh duyên. 12 Asivana Pachaya, trùng dục duyên. Trùng dục duyên là pháp, là pháp hỗ trợ theo cái cách thức lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, rồi tái lặp đi tái lặp lại nhiều lần. Đó là 12, 13 và 14 là chung một cặp với nhau, Kamma Pachaya và Vipaka Pachaya, nghiệp duyên và dị thục duyên. À, nghiệp duyên và dị thục duyên, tức là trong đời này nó có một cái sự vận hành, à, theo cái cách thức hỗ trợ dưới cái vai trò là pháp làm nhân và pháp thành tội, cái quả từ cái nhân đó. Đây là một cái, đây là một cái nguyên lý thôi. Bởi vì nó được xếp ở trong, ở trong phần duyên hệ mà, đúng không? Duyên hệ, nguyên lý này nó nằm trong, nó vận hành theo một cái sự thật. Cho nên nghiệp duyên và quả duyên hay là dị thực duyên, đó là một sự thật. Bởi vì đó là nó có cái cách thức vận hành theo cái nguyên lý mà mình hay gọi, thông thường những người Phật tử chúng ta hay gọi đó là nhân quả đó. Nhân quả, nhân quả nghiệp báo. Hậu sanh duyên là pháp sanh sau, đúng rồi, là pháp hỗ trợ theo cái cách thức nó có mặt sau, nó có mặt sau. Chẳng hạn như sư biết là quý vị sẽ hay bị trục trặc ở cái vấn đề này, quý vị nên hiểu nó qua một cái ví dụ như thế này. Cũng giống như bây giờ ngày mai mình dự tính mình sẽ đi chùa, mình làm trai tăng chẳng hạn, hoặc là đi đến chùa để mà cúng sư pháp tính buổi ăn sáng hay là gì đó, thì trước hết là để mà có cái chuyện đó thì bây giờ mình phải đi ra mình mua xôi hay là mua bắp hay là gì chứ, rồi xong thì nó mới diễn tiến đến cái sự việc là chừng nào mà nó mới sanh ra là cái việc mình dâng cái buổi điểm tâm. Hiểu chưa? Đó là vậy. Hay nói cách khác, đó là cái trường hợp mà chúng ta dự tính. Đấy, ví dụ như là chúng ta dự tính làm cái gì đó, dự định hướng đến một cái mục tiêu nào đó, và ngày hôm nay mình phải làm những cái gì cần phải làm để phục vụ cho cái mục đích đó, thì đó được gọi là học. Hậu sinh duyên. Rồi, nghiệp duyên và dị tục duyên, đó là nhân quả thưa quý vị. Nhân quả là cách pháp nó hỗ trợ theo cách thức làm nhân và pháp làm quả. Là 13, 14 rồi. 15 là Ahara Pachaya. Ahara Pachaya. Quý vị cứ ráng mà làm sao quý vị ghi nhớ mấy cái câu định nghĩa gốc này, là cứ được xem như là mình đã nhớ được cái ngôi nhà đó nó nằm ở đâu. Mình chưa có bước vô trong đó mình coi nó cụ thể như thế nào, nhưng mà khi nói đến cái ngôi biệt thự đó là mình nhớ, mình biết nó nằm ở hướng đông hay hướng bắc, không có bị lầm lẫn với cái ngôi biệt thự khác. Quý vị cứ nhớ cái góc này trước cho sự. Rồi, vật thực duyên. Vật thực duyên tức là pháp hỗ trợ dưới cái vai trò nó làm vật thực, nó làm nó làm một cái yếu tố để mà nuôi dưỡng. Thì nuôi dưỡng nó có hai trường hợp thưa quý vị, một là sắc pháp hay được gọi là đoàn thực á, hay là chất ô chá, và ba hợp còn lại nó cũng là thuộc về vật thực, nhưng mà nó thuộc về danh vật thực. Thì đây chính là vật thực duyên. Quý vị thấy cái sự xác định của Đức Phật khi mà Ngài nói về một pháp nào đó. Ở đời mình nghe nói đến vật thực là mình chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi à, chứ ít khi nào khi mà ai nói một cách cụ thể về những cái cảm xúc cũng là một loại vật thực, những cái tâm tư tác ý hướng đến nó cũng là một loại vật thực, và cái sự biết cảnh
thức nó cũng là một cái loại vật thực duy trì cái sự tồn tại của chúng ta. Vì thấy nói một cách cụ thể, không còn cái chỗ nào để mà chạy được. Chứ ngoài giờ mình nói vật thực là mình chỉ nghĩ đến bún riêu hay là bánh cú hay là khoai lang đó, mình chỉ nghĩ vậy thôi là hết rồi. Nhưng mà thấy theo cái đó nó cũng là một thôi, nó chỉ mới là đoàn thực thôi, chứ vẫn còn bỏ sót một cái rất rất là vi tế, đó chính là chất ô chá. Bởi vì có những thứ nó không phải là vật thực ăn uống nhưng mà nó vẫn là dưỡng tố nuôi dưỡng. Chẳng hạn như ở trong sắc pháp của các vị Phạm Thiên á, các vị không có đoàn thực thưa quý vị, nhưng mà trong mỗi sắc pháp của các ngài vẫn có chất ô chá để mà nuôi dưỡng. Bởi vì chất ô chá đó nó là một trong số 8 cái thành phần của thuộc về sắc bất ly, nó không thể nào thiếu được trong một bọn sắc pháp. Chất ô chá dị thục duyên hả? Nghiệp duyên và dị thục duyên đó chính là nhân và quả đó. Dị thục đó là một cái tên gọi khác của quả duyên. Bởi vì tại sao thường hay dùng cái từ dị thục? Bởi vì nếu mà nói cho chính xác á, là nghiệp dị thời, quả dị thục. À, tức là cái khoảng cách thời gian giữa tạo thân tạo và cái quả nó thành tựu á, nó không có đồng một lúc với nhau, nó khác thời điểm, cho nên mình hay gọi một cái tên chuyên môn ở trong A Tỳ Đàm là nghiệp dị thời, quả dị thục. Quả dị thục, dị thục là như vậy đó, dị thục là như vậy đó. Dị có nghĩa là khác về thời điểm, khác về thời điểm, khác về thời điểm. Hai pháp này nó không thể nào mà nó chung với nhau được, kể cả tâm đạo cũng vậy, nó cũng khác thời điểm. Tâm đạo sanh trước rồi ngay sát na tâm sau mới là tâm quả, mới là tâm quả được quý vị. Nhưng mà ở trong trường hợp đó được xem như là nó akaliko, ở trường hợp đó được xem như là không có thời gian cách quả, không có thời gian cách quả, cho nên không được xếp vào thời quả dị thục thôi. Chứ còn trong những trường hợp khác còn lại là nghiệp dị thời, quả dị thục. Trùng dụng duyên hả? Ủa sao cô Nhật Quỳnh, cái đó đi qua lâu lắm mà sao bây giờ? Trùng dụng duyên đó là cái cách thức tái lập, là pháp hỗ trợ theo cái cách thức gọi là lập đi lập lại. Lập đi lập lại. Rồi chắc nãy giờ ngồi nghe coi như là tâm hồn coi như là thả đi đi về Việt Nam trước rồi sao, có nghĩa là mình học sanh duyên. Chứ nghe nói là ra hạ là sắp đi về Việt Nam để mà làm lễ dân nghi, chắc bây giờ đang ngồi đây mà thả hồn coi như là về những cuộc lễ trong tương lai ở Việt Nam rồi. Đó, cái đó nó cũng là hậu sanh duyên đó. Hậu duyên chẳng hạn như ngồi đây mà mình mơ mộng đến ồ sẽ được đi dự lễ rồi với vị này vị kia nè, với gia đình nè, rồi mình sẽ đội y đội bác nè nha, rồi mình sẽ mặc đẹp, mình đi mình trải hoa ba Phật nhiễm vòng nè, rồi đó giờ ở đây mình mua nước hoa trước để về cái đó mình xịt vào những bộ y chấm thơm nó hả? Hậu sanh duyên ở chỗ đó, hậu sanh duyên. Rồi vật thực tâm rồi phải không? Bây giờ mình đến 16, 17, chúng ta ráng nán thời gian thêm chút nữa cho nó xong cái phần tổng kết này đi, bởi vì sư nghĩ rằng quý vị cần, bởi vì sư biết chắc rằng mấy vị mới mà kêu quay lại trả bài, quý vị định nghĩa lại, quý vị sẽ định nghĩa không có nổi hết đâu, không có nổi hết đâu. Nếu như mà có ai mà có thể học lần đầu tiên trong cái buổi học này mà đã có thể định nghĩa được hết về những
cái ý nghĩa cơ bản mà mình đã học trong phần vừa qua thì quả thật quý vị cũng rất là giỏi, rất là giỏi, bén nhạy đó. Từ đó thì cũng chạy ra chốc vẫy chứ không có phải là một hai lần xong. Ở 15 xong rồi phải không? 15 là pháp hỗ trợ theo vai trò, làm vật thực, làm cái chất nuôi dưỡng. Thứ 6, 16 là Ingriya Pachaya, tức là quyền duyên. Quyền ở đây muốn ám chỉ đến 22 quyền. Pháp mà được gọi là quyền á, tức là pháp đó nó có cái mãnh lực cai quản. Nó cũng giống như trong một cái gia đình nào đó thì ít ra cũng phải có một người làm chủ gia đình, có một cái sự quyết định cao nhất. Nó giống như là tòa án cấp cao nhất vậy đó. Giờ ở dưới muốn xử sao xử tôi không cần biết, nhưng mà cứ đơn thư kiện rồi khiếu nại gì đó cứ lên, là khi mà cái quyết định ở cái cấp tòa phán quyết cao nhất là không còn cái gì để mà bàn luận thêm nữa. Thì quyền ở đây cũng vậy, quyền đây cũng vậy. Cái chữ quyền in lý giá tức là pháp này nó có cái năng lực là cai quản các pháp khác. Chẳng hạn như mình đến nhà nào đó thì thông qua cái sinh hoạt của gia đình thì mình cũng biết được là trong gia đình đó người chồng là in quý giá hay là người vợ là in quý giá. Chứ đến mà thấy coi như là người vợ ngồi tiếp chuyện với khách mà chồng đi bê nước hay là đi chạy tới chạy lui mà cô vợ sai chạy vòng hay là cô vợ nói gì đó sợ hay là rụt rè gì là biết là lúc đó chúng ta biết là ai là in quý giá rồi đó. Đó mình biết ai là in quý giá đó thì Ingriya Pachaya này là như vậy đó thưa quý vị, tức là pháp có khả năng là pháp hỗ trợ theo cái cách thức là cai quản dưới vai trò là cai quản, là pháp cai quản big boss. Cái này không phải big nhưng mà super luôn rồi. Mười bảy là cha ná bách thế giá. Cha ná bách thế giá tức là thiền duyên. Thì thiền ở đây chúng ta lấy ý nghĩa là thiêu đốt nghịch pháp, đốt nghịch pháp. Thiêu đốt nghịch pháp ở đây có hai, cả hai lĩnh vực thiện và bất thiện. Nếu mà là bất thiện thì nó thiêu đốt ngược lại thiện pháp, còn nếu là thiện pháp thì những chi pháp nó thiêu đốt ngược lại nghịch pháp và bất thiện. Tức là pháp nó hỗ trợ theo cái cách thức là thiêu đốt nghịch pháp. Thiêu đốt nghịch pháp đó là 17. 18 thưa quý vị là đồ, là đạo duyên. Mắt gá bách chá giá. Mắt gá bách chá giá là pháp hỗ trợ đóng cái vai trò là con đường. Thì trong cái cuộc đời của chúng sanh còn sanh tử luân hồi chỉ có hai con đường thôi. Chờ ở ngoài mình nói là trên đường đời có nhiều con đường để mà đi, thật ra không có nhiều đâu. Đó là nhiều con đường theo cái ý nghĩa của khái niệm thôi. Chẳng hạn như mình học lớp 12, mình lên đại học á, mình hay nói với nhau là có nhiều cái để mà mình phải lựa chọn nhiều con đường đi. Nhưng cái đó là thuộc về khái niệm, lĩnh vực khái niệm của cuộc sống. Còn nói theo cái phạm trù của sanh tử á, thì chúng ta chỉ có hai con đường thôi, đó là con đường của thiện và con đường của bất thiện.
có hai con đường, không có nhiều đâu, không có nhiều con đường để cho mình lựa chọn đâu. Mình đi con đường này thì mình vô con đường kia. Rồi 19 và 20 là một cặp chung với nhau. Sambayutta Paccaya và Vipayutta Paccaya, tương ưng duyên và bất duyên. Thì tương duyên ở đây mình cũng dễ hiểu rồi, ngay cả cái từ của nó đã nói lên rồi. Tương ưng tức là cái pháp hỗ trợ với nhau bằng cái cách hòa quyện đan xen vào nhau. Nó cũng ví như là trong một cái thành phần của tâm thì nó phải có những cái yếu tố khác của những sở hữu tâm để mà nó hài hòa, nó hòa quyện. Cũng giống như là một cái hình ảnh của một ly nước mà được pha với sữa đó thôi. Nước mà pha với sữa, hai cái đó nó quến lại với nhau, nó hòa hợp lại với nhau được. Chứ còn nước mà chúng ta bỏ dầu ăn thì hai cái đó nó không có hòa hợp với nhau. Thì cái Sambayutta và Vipayutta Paccaya mình hiểu theo cái ý nghĩa đó. Một cái hòa hợp, hòa quyện với nhau, dưới vai trò hòa quyện với nhau được, nó hỗ trợ bằng cái cách hòa quyện được, đan xen với nhau. Đó là hình ảnh của một ly nước, ly sữa, nước pha với sữa. Còn trường hợp thứ hai là ly nước mà bỏ dầu ăn vô, hai cái nó không có hợp với nhau được, không quyện nhau lại được. Tương dương ưng duyên là pháp hòa quyện với nhau thì đúng rồi, nhưng bất tương ưng là ngược lại nha. Bất tương ưng nghĩa là không. Rồi đó là 20. 21, 22 là một cặp Athipachaya và Tathipachaya. Athipachaya là hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên là pháp trợ giúp bằng cách có mặt. Phải có mặt ngay đó nó mới có chuyện. Hãy có mặt là có chuyện, hãy có mặt là có chuyện. Mình hay quả với nhau vậy đó. Nói tao không gặp mày thôi, mà khi mà tao gặp mày là có chuyện. Đó thì cái đó là hiện hữu duyên đó. Cứ có mặt là có chuyện. Hiện hữu duyên. Vô hữu duyên thì ngược lại đó quý vị. Tức là nó cũng trợ giúp được, nhưng mà bằng cái cách vắng mặt, không có mặt ở đó nhưng mà vẫn có thể trợ giúp được. Vẫn trợ giúp. Rồi đó là 21, 22. Và cuối cùng là 23 và 24. Đó là Vigata Paccaya và Apaccaya. Ly tứ duyên và bất ly duyên. Ly khứ duyên cũng vậy, nó cũng là trợ giúp bằng cách cái chi pháp của nó là cũng là không có mặt. Nhưng mà đó là cái pháp ý muốn ám chỉ cái trường hợp là pháp sanh lên nó nhiệt rồi, nó hỗ trợ cho cái pháp sau, hỗ trợ cho pháp sau. Tức là nó không có đồng thời hiện hữu chung một lúc. Ở ly tứ duyên và bất ly duyên. Bất ly duyên là pháp, là pháp trợ giúp bằng cái cách không có tách rời nhau, bắt buộc nó phải đi chung với nhau, không phải có mặt với nhau. Như trường hợp hễ nói đến một đơn vị sắc pháp, dù là nhỏ nhất thì cũng phải có nước lửa gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và sắc vật thực, tám sắc bất liệt, không có thiếu được thứ. Nếu mà thiếu một trong số này thì nó không có hình thành sắc pháp được. Rồi như vậy thì sư đã ôn lại cho quý vị hết tất cả những gì rất kỹ rồi. Về cái phần định nghĩa sư sợ quý vị quên, trải qua một cái thầy học chúng ta sẽ quên đó. Cho nên sư đã dặn lại chú vị rồi. Và bây giờ sư có lời đúc kết như sau, chắc cũng phải lẽ.
như ban đầu sư đã nói, tất cả những gì mà chúng ta học đều nó có ý nghĩa của nó. Và những người mà người ta có cái mục đích mà muốn tầm cầu cái sự hạnh phúc cho mình thì tốt nhất mình phải có cái một cái cách sống, một cách biết nhìn nó, biết suy xét, quán triền quán học. Ngoại trừ những trường hợp mà mình bị nghiệp trọng nghiệp chi phối thôi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có tránh khỏi. Nhưng mà tuy nhiên tất cả những trường hợp phổ thông còn lại, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái sự quán tiền quán hậu và sự hiểu biết áp dụng làm sao cho nó khéo léo ở trong cái cuộc đời của chính mình. Vì thế mà nếu mà cái người mà hiểu biết cái cách thức thì người ta sẽ dễ dàng có được một cái nếp sống, tầm cầu được cái sự an ổn cho bản thân mình và có thể thậm chí có thể giúp ích được cho những người xung quanh. Và hơn nữa, đây cũng là một cái con đường mà sau này nếu như mà quý vị tu tập á, mà đi vào cái đạo lộ mà hướng đến giải thoát một cách gần nhất, đó chính là thiền chỉ và thiền quán, nhất là quán danh sắc, thì lúc bấy giờ quý vị càng hiểu rõ hơn về những cái mối liên hệ của danh và pháp và sắc pháp, của nội phần và ngoại phần, của quá khứ, hiện tại và vị lai, ở trong cuộc đời này nó liên kết với nhau như thế nào, nó trợ giúp với nhau như thế nào. Và trong cái trường hợp của một vị giải thoát đó, thưa quý vị, là vị đó đã thật sự thấy được tất cả một cái bức tranh tổng quát ở trong thế gian này. Chính vì vậy mà những vị đó ít khi nào mà đổ lỗi hay là buồn phiền, giận hờn đối với ai, không có sự chấp trước. Đó là một cái mối ràng buộc với nhau giữa nhân duyên và những cái sự liên kết của hệ lụy của các pháp theo cách thức của 24 duyên thôi. Chứ vốn chả có chúng sanh nào, chả có tôi, chả có ta, chả có một cái tự ngã nào ở đó hoài để mà nó làm phiền đến người này người khác, để mà nó làm trở ngại đến mình. Cho nên đối với cái nhìn của các vị các vị giác ngộ nó khác mình lắm, nó khác mình. Cái ngài thấy được cái bức tranh một cách tổng quát, cách tổng quát như vậy. Thôi như vậy thì cũng phải lẽ rồi, và sư cũng coi như là không có bị cháy giáo án. Sư dự tính là trong vòng 3 tháng hạ, hôm nay cũng và vừa phải lẽ, bởi vì còn mấy ngày nữa là cũng sẽ chấm dứt mùa nhập hạ của Chư Tăng, và sẽ tiếp đến là một tháng Chư Tăng có công việc ở các trú xứ. Nếu như chỗ nào có phát sanh về Ikatina đó, thì Chư Tăng sẽ có nhiều cái phận sự phải làm. Như vậy cũng vừa phải lẽ, và những người Phật tử của mình suy nghĩ cũng có công việc thiện sự mà của quý vị trong những cái dịp này sắp đến. Mong rằng những cái thời gian qua chúng ta sinh hoạt với nhau, mình bổ túc cho nhau thêm về cái tri kiến, trí tuệ pháp học, trí tuệ pháp hành, để làm sao mà sau này chúng ta có được cái nền tảng tốt đẹp á, dễ dàng mà có thể đón nhận được Phật pháp khi mà mình chỉ cần thấy hoặc là nghe hoặc là đọc được ở chỗ đó đâu, mình không có bị dễ dàng quên đi cái con đường của các vị Bồ Tát đã từng đi qua. Đó là con đường giác ngộ hướng đến sự giải thoát. Mong cho tất cả chúng ta có được cái sự lợi ích từ cái thời gian học ngày hôm qua, thời gian qua. Nam mô Bụt Thầy Giá. Rồi bây giờ thì xin gửi mic lại cho ban điều hành lớp, coi như phận sự của sư đã nhận lời với quý vị, nhất là cô Nguyên Như. Cô Nguyên Như là xong rồi, bởi vì hồi đó là chính bản thân cô Nguyên Như, cô Nguyên Như yêu cầu chúng ta sinh hoạt vào tuần này. Rồi bây giờ xin gửi mic lại cho lớp học.
Mô Phật, con xin con sư Thanh Tâm thay mặt lớp học thành kính tri ân tỳ kheo Pháp Niệm rất nhiều. Sư đã từ bi hoan hỷ bỏ nhiều thời giờ quý báu đến với lớp học và chia sẻ giáo lý của Đức Phật với đề tài là 24 duyên. Rất là hay, rất là lợi ích, rất là thâm thúy. Một lần nữa thành kính tri ân sư. Ước mong sư khi rảnh hãy đến với lớp học thường xuyên nha. Một Phật. Hôm nay thì cô Nguyên Như có nhập thất rồi, cô đang vô thiền định. Tuần tới cô sẽ trở lại. Kính thưa quý vị, bây giờ mình ngồi thiền 5 phút nha, tịnh tâm, tịnh tâm 5 phút. Nãy giờ quý vị vận động trí óc dữ quá rồi. Bây giờ ngồi thư giãn 5 phút nha, đặc biệt là cô Lộc Quỳnh. Rồi, giờ quý vị trở về với cái tư thế của mình. Quý vị thấy cái thân của mình, thấy thân tâm. Thân tâm nó là pháp, nương tựa với nhau, đó là duyên nha. Nó hỗ trợ lẫn nhau. Vì thấy thân của mình, nếu nằm thì biết mình đang nằm, thở hít thở nằm. Nếu ngồi thì mình biết mình đang ngồi, hít thở ngồi. Rồi vì thấy cái thân mình nó chuyển động nhúc nhích, chuyển động nhúc nhích là gió đó, đó đó, chân đế đó. Cái thân mình nó nặng nặng nhẹ nhẹ, đó là đất. Cái thân mình nó nóng lạnh là lửa. Rồi, mời quý vị trở về với hơi thở, thư giãn toàn thân. Hít thở. Quý vị ngồi lưng thẳng thẳng lên, ngay thẳng. Quý vị có thể để lưỡi đụng răng để thấy nước nha, nước. Cái này nó giúp cho mình tỉnh táo, sáng suốt. Hít thở, thư giãn. Thở một cách bình thường, chỉ đơn thuần là hay biết thôi. Hít vào, biết hít vào. Thở ra, biết thở ra. Hít thở, thư giãn. Một Phật, kính thưa quý vị, bây giờ là 10:45, cũng khuya rồi. Sư xin thay mặt lớp học, xin thay mặt chư tôn đức phúc chúc cho đạo tràng. Ba qua tu sắp ba măng gá lăng rắc khanh tu sắp ba đề quá ta sắp ba buddha nu ba quê na sa đà so thi ba quanh tu te
Bhava tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba đầm mà lu bà về nã sa đà so thí ba quanh tu tè Bhava tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba sang gà lu bà về nã sa đà so thí ba quanh tu tè Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thí sự an vui, thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn, thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ ơi đức của chư Phật, do nhờ ơi đức của giáo pháp, do nhờ ơi đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tỉnh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sanh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến tất cả thân bằng đã quá vãng cầu mong các vị sau khi thượng phước báo này thì được thân phúc tăng thọ được an vui nơi nhàn cảnh lần thứ nhì lần thứ ba do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây nguyện đây là nhân đưa đến đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Dạ mô Phật, kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, nguyện cầu ân tam bảo và chư thiên gia hộ cho quý vị, tất cả quý vị và gia đình được an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn mau đến nơi giải thoát. Ước mong gặp lại tất cả quý vị vào tối mai 8:30. Dạ. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành, một ngày an lành, lúc nào cũng an vui trong chánh pháp. Dạ, mô Phật, xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Yeah.